Rau xanh là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong thời điểm này. Giá các loại rau như là su hào, bắp cải, súp lơ, cải ngọt hay cà chua tăng từ 30-50% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Hàng hóa đấy thì rất là thuận tiện, xe cộ vẫn vận chuyển đầy đủ hàng, không thiếu, nhưng mà giá cả nó có hơi đắt so với trong năm. 50%, 30%. Thì nói chung là Tết thì trong năm thì rau cỏ người ta không mua mấy. Đầu năm năm nay thì bán được hơn so với những năm trước. Rau thì nó đắt hơn ngày thường. Chứ bao cả mọi khi thì mình mua cũng chỉ có 10.000, mười mấy nghìn cân ấy. Bây giờ mua 30.000 một cân ấy. Đắt hơn gấp đôi. Rau cỏ bây giờ đã đắt. Mà nói chung là Tết ra năm nào cũng thế mà. Các mặt hàng thịt lợn, thịt bò giá tăng nhẹ. Một số loại thủy sản đánh bắt xa bờ giá cũng tăng so với trước Tết do nguồn hàng chưa dồi dào như là ghẹ, mực lá, mực ống. Còn các mặt hàng thủy hải sản từ nuôi trồng giá trị tăng nhẹ. Năm nay dư lượng khách du lịch tăng nên lượng tiêu thụ cũng tăng rõ rệt so với năm ngoái. Sau những ngày Tết nó có những cái mà biến đổi một tí, bởi vì cái thực phẩm để mà đầu vào mà bọn tôi ra mua rất nhiều cầu qua người lọ người kia thì con lợn mới về đến đây. Cho nên là ngay từ khi mua con lợn nó đã bị đắt lên rồi thì cái miếng thịt ra ăn chợ nó cũng phải lên giá mất một tí. Trước kia trong khoảng là 100 một cân thì bây giờ lên khoảng 20.000. Từ 2 năm vừa trước thì là Covid là người dân người ta không đi được du lịch. Nhưng năm nay thì lại được cái là mở rộng cho được cái du lịch thì là dân đi rất là đông, mua bán rất là bán hàng rất là dễ. Giá cả sau Tết này thì nó vẫn tăng hơn một chút, tại vì nhu cầu nhiều thì tất nhiên nó phải tăng lên một chút, nhưng mình vẫn phải mua để sử dụng thôi. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, hoạt động tại các chợ dân sinh bắt đầu sôi động trở lại. Cùng với việc mua bán thực phẩm, người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.